Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hoàng Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 29, lễ thứ 28. Nhất tâm quán lễ Linh Sơn hội thượng, thân thừa Phật hối, thọ giữ đại thừa vô lượng thọ kinh, chúc chỉ hằng dương tịnh độ pháp môn, hiện tại đâu xuất nội viện, đương lai tam hội long hoa, bồ đề thụ hạ, thành đẳng chánh giác, phước đức vô biên, Di Lặc Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật, xin ba lần một lạy. Mấy vị đại Bồ Tát này, một vị sau cùng là Di Lặc, Phật đương lai hiện tại đang ở trong nội viện Đâu Xuất đấy. Tiên sư Hư Lão lúc gặp nạn ở Quảng Đông, xương sườn bị đánh gãy mấy chiếc nha, mọi người đánh đấy, cho nên chúng ta bị một chút hành hạ. Chúng ta nghĩ về những người này, hãy nhớ tổ sư Nặc Na để cho Đạt Lai nhốt trong ngục tối 6 năm, cho ngài uống thuốc độc. Nghĩ về Hư Lão, nông dân họ bọc Hư Lão vào trong bao dùng chân đạp, xương sườn đạp gãy mấy cây, bị nỗi oan kia nói ngài là địa chủ, trong chùa cũng có chút ruộng mà, thế là đã đối đãi ngài như địa chủ, đấu tranh đấy. Cha vợ tôi trị bệnh cho ngài, cho rằng là cảm mạo rất nhanh thì sẽ khỏe, về sau mới biết là xương sườn bị gãy rồi, sau cùng cũng đã trị khỏe rồi, cũng không có phẫu thuật, chỉ uống thuốc uống đến khỏe rồi. Họ trở thành bạn bè rất tốt. Đây là Hư Lão. Ngài vào lúc bệnh này bị nặng nhất, mọi người đều cho rằng ngài chết rồi. Ngài đã đến Di Lặc tịnh độ. Hiện tại một đoạn ghi chép này rất tỉ mỉ. Ngài vẫn nhớ bài kệ Bồ Tát Di Lặc nói, ngài đích thân đã đến nội viện Đâu Xuất, mà còn nhìn thấy người quen. Có mấy người quen đã dẫn ngài, cho ngài chỗ ngồi, để ngài ngồi xuống nghe Di Lặc thuyết pháp. Sau khi thuyết xong pháp, Di Lặc đã nói với Hư Lão, ông phải đi về nha. Ngài nói, con không đi về, đệ tử quá khổ rồi. Di Lặc nói, không được, ông vẫn phải trở về. Sau khi ngài trở về, quả nhiên có nhiệm vụ rất quan trọng đấy. Lúc đấy mọi người đánh ngài, thì có người hỏi vị hòa thượng này, tại sao lão hòa thượng này đánh không chết hả? Chỉ muốn đánh chết lão ta. Hắn hỏi tại sao đánh không chết à? Họ bèn trả lời, lão hòa thượng chịu khổ cho chúng sanh, tiêu tai cho các người, thì đánh không chết đâu. Họ nghe thấy sợ hãi rồi. Đoạn tiếp theo, niệm công quay trở lại lúc lão hòa thượng còn ở Đâu Xuất, cho ngài ngồi ở chỗ trống thứ ba đếm từ đầu phía đông. A Nan làm Di Na ở trong nội viện của Đâu Xuất, nhìn thấy mấy người quen, bên trong có mấy vị hòa thượng, còn có Tử Bách, đại sư Tử Bách pháp danh Đạt Quán, cuối đời đổi thành Chân Khả, xây pháp tràng ở Yên Kinh, về sau gặp phải vu cáo bị ngục oan, tắm rửa ngồi ngay ngắn niệm Phật Tỳ Lô Giá Na mà viên tịch. Tử Bách Triều Minh ngài đã nhìn thấy rồi, giảng duy tâm thức định vẫn chưa nói xong. Di Lặc đã chỉ Hư Lão nói, ông về đi. Ngài nói, đệ tử nghiệp chướng nặng nề, không muốn vây về nữa. Di Lặc nói, ông nghiệp chướng vẫn chưa hết, nghiệp duyên vẫn chưa hết, nhất định phải trở về, sau này trở lại. Đoạn sau còn có rất nhiều câu nhớ không rõ nữa, còn phần khai thị riêng ngài không kể, giữ bí mật. Đại khái nói là tương lai nha, còn có đủ việc. Hư Lão sau khi trở về, nhiệm vụ đầu tiên chính là lúc bấy giờ mở cuộc họp ở chùa Quảng Tế. Việc này một chút nữa nói tiếp, hôm nay không nói nữa, sau này hãy nói. Di Lặc của chúng ta là ở Linh Sơn Hội Thượng, Phật thuyết pháp ở núi Linh Thiếu, chúng ta gọi tắt là Linh Sơn. Thân thừa Phật hối,
đích thân tiếp nhận sự dạy bảo của Phật, được Phật dặn dò giao kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ cho Di Lặc, bảo ngài tiếp tục khoảng dương, dặn dò ngài nha, phải khoảng dương tịnh độ pháp môn đấy. Di Lặc đã đảm nhận nhân duyên đại sự như thế ở trong pháp, hiện tại đâu xuất nội viện, đâu xuất là trời đâu xuất, trời đâu xuất là trời dục giới. Do đó rất nhiều người là lên nội viện đâu xuất để gặp Di Lặc. Đến ngoại viện thì mê hoặc mất rồi, đến ngoại viện nhìn thấy trời dục giới đấy. Những người nam nữ này nha, những tình huống này nha, tâm dục của họ khởi lên nhé. Bởi vì ở đó có thể động lòng hơn chỗ này của chúng ta nhé, nó đẹp hơn nha, cho nên đã vào không được nội viện rồi. Nhưng Di Lặc ngài ở nội viện nha, ở nội viện của trời đâu xuất, đến nội viện là đạo tràng. Hiện tại Di Lặc thì ở chỗ đó thuyết pháp, có rất nhiều người đều đang ở chỗ đó. Chỗ đó là một đạo tràng, giống như là một tịnh độ cõi trời. Vì thế chư vị nếu cầu nội viện đâu xuất tịnh độ của Di Lặc cũng không thối chuyển nha. Tương lai thì cùng theo Di Lặc đến Tam Hội Long Hoa. Ngài dùng Tam Hội Long Hoa đấy, Di Lặc phước báo của ngài rất lớn. Đến lúc đó con người đều hơn 80 vạn thước, thước tàu bằng 1m3 chiều cao. Con người sống hơn 80 vạn tuổi, đồ vật đều là tự nhiên sinh trưởng, không cần thiết phải lao động chút nào. Phước báo lớn cực kỳ, bởi vì Di Lặc là đại từ gia. Từ thì nhận phước đấy, từ là khiến cho người ta vui vẻ nha, cho nên được báo phước cũng lớn nhất, đại phước Di Lặc. Ngày nay có rất nhiều người kết duyên với Phật rồi, trước sau không thể độ thoát, sau cùng đều là Bồ Tát Di Lặc bao thầu. Toàn bộ được độ vào lúc Bồ Tát Di Lặc thành Phật. Tam Hội Long Hoa chính là ba lần đạo tràng. Cho nên Di Lặc không phải giống như Ta Bà Phật Thích Ca Mâu Ni mãi đang thuyết pháp, chính là ba cái pháp hội này thì đã độ tận hết những người có thể độ rồi, thì ngài hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì thế Tam Hội Long Hoa, do đó mọi người nói chúng ta đều là người trong Hội Long Hoa nha, chính là chỉ sự việc này. Những người đó không có thành công, vào lúc này đang đợi Di Lặc đến độ. Những điểm này phải biết. Tôi chỗ này tính qua, những năm này lại rất lớn, rất lớn đấy, cũng rất dài, rất dài nha, không dễ đợi đâu. Tương lai Tam Hội như thế nào chứ? Chư vị tương lai cũng đều đến giúp Di Lặc Bồ Tát hoàn hóa. Do đó thời của Phật Thích Ca Mâu Ni, 16 vị đệ tử đều là sự thị hiện của Phật đấy, quá khứ đều là thành Phật rồi. Giống Tu Bồ Đề, họ đều là Phật gia thị hiện đấy, đến giúp đỡ hoàn hóa. Vì vậy họ mới có thể nêu câu hỏi, có thể hỏi vấn đề. Rất nhiều chúng sanh căn khi đó họ nghĩ không được những phương diện này nha. Kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề hỏi câu hỏi: Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Đây là vấn đề rất nhiều, rất hay nha. Cho nên chính là nói, người nào có thể báo ân Phật chứ? Hai loại người, một loại là thiện vấn, hỏi được hay, biết hỏi đấy. Một người là thiện đáp, nhưng thiện đáp vị trí thứ hai, thiện vấn đặt ở đằng đầu. Người nào báo ân Phật, người đầu là thiện vấn. Tam Hội Long Hoa đã độ tận hết thảy chúng sanh ở Bồ Đề Thụ Hà thành đẳng chánh giác. Chỗ này giống với Thích Ca Mâu Ni, phước đức vô biên là đặc điểm của Di Lặc. Phước đức là phước đức vô lượng. Bồ Tát Di Lặc hiện tại vẫn chỉ có thể gọi Bồ Tát, hiện tại xưng là Phật Di Lặc là sai. Là Phật tương lai, hiện tại chỉ có thể xưng Bồ Tát. Tiếp đó ở đại hội này, đích thân đến hội này, những đại Bồ Tát này đấy chỉ ra 25 vị. Nguyện đem công đức đầy, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
Nếu có ai thấy nghe điều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiếm phụ khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Nam mô A Di Đà Phật.